tại sao khi chúng ta truy cập vào trang web chính hãng của iRobot đấy là iRobot.com và tìm thử từ khóa là G5 thì đáp án trả về lại chỉ có phiên bản G5 Combo đây, Roomba Combo G5 cộng Cell Empty uh, Robot và Cụm Enmod Vậy là đã là một phiên bản tích hợp cả hút và lau Liệu rằng iRobot họ quên mất chưa cập nhật cái phiên bản G5 hút lên hay sao mà tại sao lại tìm không có Thì video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và so sánh nhanh các cái series mà chúng ta đang đặt vấn đề ở bên trên đầu tiên là về G5 combo thì nó sẽ gần như rất giống với phiên bản G7 và thậm chí không phải rất giống đây nó là một cái cách đặt tên khác cho cái series này ví dụ như ở đây nếu chúng ta lần ngược ba con robot lên rất khó để có thể nhận ra xem em nào là iRobot Room 3 G7 em nào là G5 combo hay em nào là G7 combo thì bật mí cho mọi người con trên tay em đây là Z7 thường hay có thể gọi nó là phiên bản cơ bản nhất mà nó sẽ là cái con mà được phát triển về phía sau này Z bản combo là một con sở hữu hệ thống trổi kép Aeroforce với lực hút là 10x và sau phiên bản Z7 thường thì nó đã được phát triển lên một phiên bản mới hơn xịn hơn đấy là phiên bản Z7 combo đây là phiên bản này G7 combo thì nó sẽ là phiên bản mà tích hợp kèm sẵn hộp vừa hút vừa lau, tức là kèm sẵn cả nước ở trong đây luôn. Và con G7 combo này nó có một cái đặc biệt đấy là nó sẽ có hệ thống nâng hạ rẻ lau như này. Đấy. Đây là cái hệ thống tấm lau của con G7 combo này. Thì con G7 combo này nó sẽ có cơ chế là từ rẻ lau ở bên trên nâng lên và đưa xuống sát mặt đất sau đấy lau xong hoặc khi nào gặp thảm, khi nào mà gặp khu vực mà không muốn cho nó đi lau nhà thì nó sẽ lại tự động nâng cái giả lau và đặt ở trên lưng. Thì đây là con iRobot Roomba g 7 Combo, một cái phiên bản mà cực kỳ là được săn đón ở những cái thị trường Mỹ, thị trường Bắc Âu. Tại sao như vậy? Ở cái thị trường đấy người ta dùng thảm rất là nhiều và cái không gian lau nhà nó không quá lớn, cho nên là cái việc mà linh động thay đổi liên tục giữa hai chế độ vừa hút nhảy sang lau vừa lau nhảy sang vừa hút vừa lau nó là một cái thay đổi cực kỳ đáng giá trên những con này và chỉ có những cái con mà nó nâng được rẻ lau sát lên trên lưng giống như cái series iRobot đang làm thì khi nó làm sạch ở những khu vực giống như kiểu là thảm dày này rồi là lông lá các thứ nhiều này thì nó mới có thể đáp ứng được cái nhu cầu đấy là không làm ướt bề mặt thảm còn kể cả những cái con mà có cái cơ chế là nâng cái rẻ lau xoay lên nâng cái rẻ lau rung lên gần như là sát cái bề mặt dưới này thì nó vẫn gặp vấn đề khi mà con robot nó đi lên trên đấy không chỉ là nó nâng lên được 15cm là 15cm mà khi mà con robot chạy lên ấy, cái lực của con robot này, cái bánh xe này nó sẽ bị lún xuống trên cái bề mặt thảm và chắc chắn rồi khi mà cả thân mấy người của con robot nó đang ngập trong thảm rồi thì cái rẻ lau ướt đấy nó vẫn bị miết vào, nó vẫn bị chạm vào cái đầu bên trên của cái thảm dẫn đến là thảm sẽ thành một cái khu vực từ khô nhiễm nước và đặc biệt đây là nước bẩn khi rẻ lau của con robot đi qua thì cái cơ chế của con G7 combo này nó là cái mà đã cách ly hoàn toàn được cái rẻ lau lên tận bên trên thân con robot và sau khi dùng xong chúng ta sẽ gỡ và mang đi ra ngoài để giặt rẻ lau thì đây là con G7 combo có thể coi như con G7 combo nó là một cái phiên bản cao cấp hơn nâng cấp hơn của con G5 à của con G7 thường thì đây là trên phiên bản G7 này và đặc biệt là phụ kiện ví dụ như hộp rác các thứ của con G7 combo chúng ta muốn lắp cái hộp rác của con G7 thường sang chẳng hạn Đó. thì sẽ không thể lắp được tại vì là cái ngàm của cái phần đầu hộp rác này hai con nó thiết kế nó sẽ khác nhau chỉ duy nhất là cái hệ thống chổi chính này, chổi cạnh này là lắp chung được cho nhau còn cái hệ thống bên trên này thì nó sẽ hơi khác nhau còn về cái phần tấm lọc chẳng hạn thì hai con nó có lắp sang được cho nhau hay không kết quả trả về thì vẫn là không lắp được tại vì sao tại vì là cái tấm lọc trên cái con G7 combo ấy, nó sẽ kích thước sẽ hơi khác hơn một chút so với con G5 tại vì là cái ngàm nó đã khác nhau rồi nên là cái kích thước tấm lọc nó cũng sẽ khác nhau và không lắp sang cho nhau được để lắp lại một lần nữa cho mọi người nhìn nhé lắp lại này nó sẽ bị thiếu mất khoảng tầm 1 mm và cái size tấm lọc trên con Z7 combo thì cơ bản là nó sẽ khác so với con Z5 à, 7 thường nó sẽ hơi to hơn và vuông hơn một chút so với cái đây lấy nét cho mọi người nhìn này đây là hai cái con Z7 thường và Z7 combo đây là Z7 combo này ngàm này cái kích thước ngàm khác nhau này cái tấm lọc này mọi người nhìn này nếu mà so sánh bằng nhau thì Z7 combo sẽ dài hơn một chút nên là Z7 combo và Z7 thường cái phụ kiện có thể dùng được cho nhau, đấy là hệ thống chổi chính Và chổi cạnh là dùng được cho nhau Vậy bài toán đặt ra ở đây là Nếu mà cái sàn Một là chúng ta không có quá điều kiện Để có thể sở hữu lên được Một con cao cấp hơn Một có xịn sò như con g 7 combo Chúng ta vẫn mong muốn là Một con Z7 nhưng kèm cả lau Bài toán đặt ra là như thế nào Hãng ngay lập tức họ đã sản xuất ra Những cái phiên bản mà có hộp lau rời Đây giống như cái series này có hộp lau rời gắn khăn ở dưới hộp lau thì sẽ có một cái mã qr code để chúng ta có thể quét mã quét mã để kết nối bộ lau vào với cái app điều khiển nó hơi gọi là hơi nhiều bước một chút nhưng việc kết nối bộ lau này nó sẽ giúp chúng ta quản lý được cái khu vực đầu tiên là sẽ giúp cho cái app điện thoại nó nhận diện được à con này của ông là con có kèm cả hai tính năng đấy là hút bụi và lau nhà nên là chúng ta có thể tùy chỉnh được khu vực nào không cho nó hút không cho nó lau thì cái đấy sẽ là tùy chỉnh trên app sau khi quét xong cái mã này thì vấn đề đặt ra ở đây là vẫn muốn có cái series Z7 tại sao Z7 là một con cơ bản hút rất sạch lực hút là 10x quan trọng nhất là được trang bị cái hệ thống camera AI ở đây với các series thấp hơn như dòng Y này thì nó sẽ không có camera AI muốn lau như Z7 nhưng mà lại lau theo kiểu là giống như Z7 combo hoặc Z9 hay là X10 thì nó lại hơi quá cái tầm tiền nên là hãng họ đã đưa ra một cái bài toán đấy là sản xuất ra một cái phiên bản hút thì nó sẽ giống y hệt như Z7 nhưng mà lau thì sẽ là thêm một cái bộ lau rời ở ngoài và đặt tên là Z5 cho nên là cái việc mà chúng ta tìm ở trên những cái website xem là có phiên bản nào nó rẻ hơn Z7 thường tức là một con chuyên hút bụi rẻ hơn Z7 thì sẽ không có nó sẽ không có phiên bản Z5 mà nó sẽ chỉ có phiên bản là Z5 combo combo thì chúng ta có thể lựa chọn giữa G5 combo thường và G5 combo plus thì như vậy thì sẽ trả lời cho có hai câu hỏi là giữa hai con này nó khác nhau như thế nào đầu tiên G5 là con G7 hút bụi kèm thêm một bộ lau bằng chứng cho ta thấy cái việc đấy là khi mà con G7 này đây là con G7 nhé mình lắp cái bộ lau của con này vào đây, lau vào đấy đây khi lắp bộ lau vào hoàn toàn vừa và chỉ bằng cái việc là kết nối trên app chúng ta sẽ biến con này thành con g 5 combo được tại vì để có thể là tối ưu cái việc mà biến một con robot chuyên hút bụi thành một con robot vừa hút vừa lau thì hãng họ đã ra một cách rất là đơn giản tinh tế nhẹ nhàng đấy là việc là biến con g 7 thường thêm một cái bộ lau rời ở ngoài giá thành vẫn đầu tiên là vẫn sở hữu được một con robot có tính năng tương tự như gì 7 nhưng mà lại còn thêm cả cái tính năng là lau sàn được và quan trọng nhất là cái mức giá nó không bị quá cao, hơn cái series G7 thường với cả G7 combo quá là nhiều nên là cái việc mà phân biệt G5 như thế nào, G7 như nào, G7 combo như nào, G5 combo như nào thì sau video này chúng ta đã đều rõ và quan trọng nhất là với nhu cầu của từng người với nhu cầu của từng gia đình mục đích sử dụng của từng người thì chúng ta có thể chọn được phiên bản ví dụ như là uh, cái diện tích sàn nó không quá là lớn và cần một con gọi là hút riêng lau riêng tách biệt riêng ra và giá kẻ vừa phải thì G5 combo là một sự lựa chọn rất là ok hoặc là sàn chúng ta đang xen nhiều cái môi trường khác nhau vừa có thảm rồi là vừa những khu vực mà mình không muốn cho robot lau nhà thì chắc chắn rồi G7 combo cái con mà nó có cái cơ chế mà nâng hạ rẻ rất là robot, rất là hiện đại của iRobot Nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu đấy, thì sau video này Nếu mọi người có thắc mắc gì về những cái series loanh quanh của iRobot ví dụ như là Z7, Z5, Z7 Combo, Z9 vân vân hay là kể cả những cái con cao cấp nhất Đấy là con X10 Cái con tự động giặt rẻ lau được của iRobot Mọi người hãy để lại bình luận Để Anh em ekip có cái gọi là Mong muốn có cái tương tác để có thể làm ra những cái video nói về những cái con cao cấp của những iRobot còn đặc biệt trong video này rất mong mọi người có cái nhìn có cái sự hình dung về những con robot trong cái phân khúc G7, G5 để loanh quanh đừng thắc mắc câu hỏi là G5 là gì G5 với G7 khác nhau như thế nào thực chất là hai con robot giống nhau nhưng sẽ thêm một bộ phận để nó cải tiến và phục vụ được nhiều chức năng hơn Cảm ơn mọi người đã xem video rất là nhiều rất mong là sau video này sẽ giúp ích được cho mọi người và nếu video hữu ích Mọi người hãy để lại like và subscribe cho kênh của anh em Quang Ba Cụ. Cảm ơn mọi người.